Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53, các hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và ASEAN Cộng 3 đã lần lượt diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế 10 nước thành viên ASEAN và Bộ trưởng Kinh tế của từng nước đối tác. Tại hội nghị về hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc, các bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu trong hợp tác kinh tế thương mại mà ASEAN và Trung Quốc đã đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt tập trung vào việc nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc theo hướng tạo thuận lợi hơn cho thương mại nhằm khắc phục những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Về hợp tác kinh tế ASEAN-Hàn Quốc, hội nghị đã thảo luận định hướng đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc, nhất trí tăng cường hợp tác để thực hiện các sáng kiến giữa ASEAN và Hàn Quốc trong việc giảm thiểu các tác động kinh tế của đại dịch COVID-19 và phục hồi bền vững sau đại dịch. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng kiến nghị một số sáng kiến, đề xuất mới về hợp tác trong lĩnh vực thương mại kỹ thuật số, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Về hợp tác kinh tế ASEAN-Thụy Sĩ, các bộ trưởng kêu gọi những đoàn kết và nỗ lực giữa các bên để chống lại đại dịch và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch thông qua việc đảm bảo duy trì sự hoạt động của chuỗi cung ứng, tiếp tục theo đuổi các chính sách kinh tế mở và minh bạch trên cơ sở hệ thống thương mại đa phương của WTO, v.v. Về hợp tác kinh tế ASEAN Cộng 3 bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các bộ trưởng ghi nhận và hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện kế hoạch hành động ASEAN Cộng 3 về giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch COVID-19. Các bộ trưởng cũng thông qua chương trình làm việc về hợp tác kinh tế giai đoạn 2021-2022 và khuyến khích các nước tăng cường hơn nữa hợp tác để cải thiện dòng chảy thương mại và đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, tiếp cận chuyển đổi kỹ thuật số, tạo thuận lợi thương mại, kết nối chuỗi cung ứng.